Dạ, sau khi cái buổi phát gạo ngay ngày mùng 8 Tết ngay tại nhà của Bình đó, thì bên cạnh đó thì Bình cũng nhận được tấm lòng vàng trao đến cho cô Thảo Sương từ gia đình của chị Diệp sống bên Mỹ. Thì bữa nay thì nhân dịp như vậy thì Bình cũng qua đây, cô Thảo Sương qua đây thì Bình cũng mời cô Thảo Sương vô trong nhà ngồi chơi. Bên cạnh đó thì Bình cũng trao tấm lòng vàng từ chị Diệp sống bên Mỹ ha. Gia đình chị Diệp thì cô Thảo Sương sau khi mà buổi phát gạo này xong á thì cô được trao tấm lòng vàng á, cô có cảm thấy vui không cô? Vui chứ, mà Thảo Sương cũng không có biết gì. Bây giờ Thảo Sương cũng cảm ơn chị Diệp ở bên Mỹ đó. Thì Thảo Sương cảm ơn nhiều lắm nghe, có gửi cái số tiền đem cho Thảo Sương để xây chợ trong mấy bữa Tết. Thì Thảo Sương cảm ơn nhiều. Chúc lúc nào cũng có cho chị Diệp vui vẻ, trẻ mãi mãi không già, mần ăn phát tài, vợ chồng con cái sẽ được sự bình an. Thì bên cạnh bên đó biết các chú anh chị thì Bình cũng được quý mạnh thường quân, quý bà con cô bác thương mến. Thì bên cạnh bên đó thì Bình cũng là quay cameraman cho cô Thảo Sương, giống như là đi chợ này kia để mang tiếng cười cho bà con cô bác vậy đó. Thì bây giờ thì có anh Cường cameraman, thì ảnh hiện tại là ảnh ngày chủ nhật ảnh nghỉ đó, thì Bình cũng kêu ảnh qua dùng làm cameraman. Nếu mà quý cô chú anh chị có yêu mến Bình và yêu mến cô Thảo Sương, nhớ qua kênh của anh Cường Cameraman để ủng hộ cho ảnh có những động lực để đi làm cameraman với Bình với cô Thảo Sương, đúng không? Nhiều nữa. Rồi sao? Rồi mà được gì cũng xin bà con cô bác thì anh em chị em hay gì đó có xem gì rồi vậy anh Cường Cameraman nói với bên idol Thảo Sương với Bình Đen thì cho một người xin cái đủ đi, cho xin cái xin một cái like like cho xin một người like like cho ai, like cho ai, like cho Bình Đen với anh Cường, anh gì anh Cường Cường Cameraman, Cường Cameraman á với idol Thảo Sương chơi ngà. Thì bây giờ Bình mời quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác cùng với cô Thảo Sương và cùng với Bình để tiến vào trong nhà của Bình để Bình sẽ ngồi nói chuyện và trò chuyện trong cái dịp Tết mấy ngày nay mà cô Thảo Sương không có không đủ. Đây bây giờ đi ra bà nội của Bình hiện tại là 84 tuổi quý cô chú anh chị. Thì bà nội thì hơi bị nặng tay á, thì đôi khi người già hay con mời cô ngồi tại vì giường này giường con giờ giường của con mà ha. Thì con cũng xin phép ngồi ha. Thì giờ bữa nay á bà nội, thì sau khi mà buổi phát gạo trong nhà mình á, bà nội có vui không? Vui như lắm bà nội à, bà nội vui lắm à. Từ đó tới giờ là bà nội thường xuyên là đi nhận gạo của người ta, nhưng mà bữa nay á thì một đứa cháu được nhận tấm lòng vàng từ quý mạnh thường quân á, thì phát gạo ngay tại nhà mình như vậy á, bà có vui không? Vui nhiều ha. Vui. Thì từ đó tới giờ là bà chưa từng làm giống như là làm phước như vậy đâu đúng không? Chưa đó ha. Thì con lần này là cũng là lần đầu tiên. Thì bà nội của Bình ấy, biết có chú anh chị. Dạ, hiện tại là lúc đó thì Bình sống chung với bà nội là lúc 5 tuổi đúng không bà nội? Thì ông bà nội thì nuôi Bình, thì ông bà nội cũng đã mất cách đây là 3 năm rồi phải không? 3 năm. Thì hiện tại bây giờ thì bà nội cũng là 84 tuổi rồi quý cô chú anh chị. Thì bên cạnh bên đây thì lúc đó thì Bình cũng với cô Thảo Sương thì nhằm là bà con. Thì bên cạnh đó thì Bình mới với cô Thảo Sương thì Bình cũng có thời gian rảnh đó. Thì cô Thảo Sương cũng có kêu Bình đi quay video cùng đúng không? Đúng rồi. Thì cô có thể là nói cho quý cô chú anh chị với bà con cô bác được biết là con với cô nhằm như thế nào, đừng cho người ta giống như là thị phi hoặc là bình luận trái chiều nhau như thế nào đó. Cô có thể là nói cho bà con cô bác được biết không? Thì Thảo Sương cũng chào bà con cô bác ở ngoài nước hay là ở trong nước. Thì mình đây là con cháu, mình là cháu ruột. Thì bà già của nó là em của Thảo Sương, em bà con bằng dì ruột đó. Thì tới lúc đó thì Sương với Thi thì cũng bỏ qua. Thì mới kêu lại, nói ơi Bình ơi, bây giờ mày lên đây mày quay với bác đi, hai bác cháu mình, có muối ăn muối, có mắm ăn mắm, hai bác cháu mình đừng đủ được rồi, Bình. Hai bác cháu mình vui vẻ, để đây mình đi quay hay là mình đi chợ, mình đi này đi kia gì đó, để mình cho người ta đủ chơi, cho bà con của bác để xem lại, để vui vẻ trong này thì kia đây thôi, mày lên đây thì hai bác cháu mới đi. Thì hồi trước thì Thảo Sương thì cũng đi bán cá, băng tép, hay lòng tông, là chuột, bất cứ cái gì Thảo Sương cũng có đi bán. Làm hồ Thảo Sương cũng có làm. Đó,
đi dặm lúa cũng có đi dặm lúa luôn. Thì thứ sau này mới nghỉ một thời gian mới đi bán vé số. Thì bán vé số đó rồi mới mãi gửi tới sau này mới đi với Bình rồi mới đi quay, rồi người ta rước đi chỗ này chỗ kia đi đủ đó, à, người ta rước đi qua quay hoài đó thì Thảo Sương mới được nghỉ không ban nữa. Thì bây giờ thì cũng ngày gần đây Thảo Sương hứa Thảo Sương còn tiếp tục đi buôn bán này kia nọ lại nữa, chứ bán cái gì? Không áo đi bán lồn nữa. Bán vé số hả? Bán vé số hay là bán cái gì đó, chuột hay bất cứ cái gì Sương không cần biết thì phải Sương đi bán nữa, chứ còn đậu xong là Sương không bán. Như người ta mần rồi như là chuột đó, người ta làm rồi sẵn đã chết thì Thảo Sương cũng bán, căn lại bán. Đó là gì đó, hay là vé số hay bất cứ cái gì bây giờ lại bán vé số, Thảo Sương đi lãnh 150 vé à, đi chùa này chùa kia hay là đi chỗ này chỗ kia kêu cháu chở đi ở bán gì đó rồi hết thì về. Thảo Sương đi nữa chứ không rồi phải không đi. Quý khán giả cũng có thắc mắc là tại sao cô hình như là đeo vàng nhiều quá. Thì bữa nay có đeo vàng gì không? Vàng để... gì? Cái đó là vàng, cái đó là tôi nói đó, vàng đó là trang sức để mình đi đám. Đó, đấy. Vàng trang sức để đi đám. Đi đám tôi cũng nói trước đầu tiên, bây giờ đâu có gì đâu. Ủa sao móng tay màu đỏ, móng tay này có bán được không? Móng tay này giả thiệt. Tôi giả thì mình để mình làm để cho nó sạch sẽ, như là mình đi đám đi này kia nọ bà con. Thì khi mình cái giới của mình là cái giới thứ ba. Như mình đi thì mình ở, mình dơ giấy này kia nọ. Thì mình không có cái gì thì như người ta dòm ngó, người ta nói này nói kia. Chứ còn đối với Thảo Sương, cái đó là Thảo Sương từ hồi lúc mà Thảo Sương đeo vô, là Sương nói này kia nọ. Thảo Sương cũng nói với bà con cô bác, đây là đồ trang sức đó, để cho Thảo Sương đi đám đó, để ca hát, để giúp vui đó, cho bà con hay này kia nọ. Phải Thảo Sương chịu vậy. Như là giới thứ ba đó phải sửa sẵn cho bà con đó, làm này sửa làm kia à. Sửa sẵn làm này làm kia cho nó khác lạ hơn người ta đó. Rồi cái tay này sao nó đẹp khác lạ vậy? Cái này là bơm đó, bơm rồi bây giờ nó chai. Bơm sao? Bơm sao? Bơm tới vô vậy nè, xịt sao rồi bơm vậy hả? Silicone á. Thì bây giờ nó chai lên vậy. Nó còn đau không? Không, không có đau thì nó vậy thôi. Đó. Không có gì. Rồi cái này vàng giả vàng thật nè. Nó thiệt nha. Hả? Cái này thiệt ha ba. Một phân mấy gần 2 phân. Mấy cây? Mấy cây? Cái này 2 cây 3. Mấy cây? 2 cây 3. 2 cây 3 là 3 cây 2 đúng không? Chiếc nhẫn cưới này thì lâu rồi. Nhẫn cưới hả? Nhẫn này nè. Rồi đó có vợ có chồng gì hả? Không có không. Mà tại mình thích mình mua đeo gì đó. À, tức là đeo tượng trưng là mình không có cô đơn đúng không? Không có cô đơn đó. Để cho mình đeo gì đó. Để mình khi người ta nói vợ nhỏ đó bê đê mà đó chắc để nó cũng có chồng hay là có bạn gì đó. Đúng rồi. Gì thôi. Chứ mà còn chắc thiệt tình thì không có, thì cũng xong cô đơn vậy thôi bà con. Xong có lúc người có khúc hả? Có khúc. Thì bây giờ đó thì Thảo Sương cũng cảm ơn bà con cô bác xa gần có xem trong cái video để Cường cameraman. Cường cameraman hay với idol Thảo Sương với mình đem đi lắp. Thì Thảo Sương cũng xin bà con cô bác ở ngoài nước hay là trong nước đó, hay là cha mẹ cho Thảo Sương xin một người một like đủ chơi trong đó. Mình cho bà Thảo Sương xin một người một like. Dạ. Yeah. Thì bên nhiều. Dạ, bên cạnh bên đó thì Bình nhân dịp như vậy đó. Yeah. Thì Bình cũng mời cô Thảo Sương. Thì cô Thảo Sương có biết ông nội của Bình mất lâu chưa? Thì có biết ông nội Bình mất không? Ông nội Bình đó thì mất nghe nói mất 3-4 năm gì rồi. Thì bây giờ có dịp bữa nay là ngày mùng 8 Tết là năm 2023 thì Thảo Sương có lên đây. Thì bây giờ sẵn chiên Thảo Sương lên rồi bây giờ Thảo Sương cũng vô thắp nhang cho ông của nội của Bình. Ông của nội ông của nội của Bình á. Ông nội của Bình chứ sao mà ông có nội? Thì anh mất chứ mà ông của nội của Bình. Dạ Bình. Thì nói chung á, biết các chú anh chị thì lần đầu tiên mà Bình làm cái thiện nguyện từ Quý Mạnh Thường Quân thương mến Bình đó, trao tấm lòng vàng đó. Thì Bình cũng có mua trái cây này kia cúng bàn thờ ha. Đúng dạ, không cô Thảo Sương? Phải rồi. Dạ. Đó. Thì bây giờ bữa nay đó thì mình cũng cho gạo, cho này, cho kia, cho bà con. Thì Bình đen cũng mua trái cây để cúng trên bàn thiên. Như là cúng ông nội nó, như cúng chỗ trang Phật. Dạ. Thì bữa nay Thảo Sương sẵn chiên lên đây là ngày 8 Tết là ngày năm 2023 đó. Thì Thảo Sương cũng thắp nhang cho ông bà để phù hộ, độ hộ, độ trì cho bà nội của ông Bình. Chứ ông Bình bằng ăn phát tài, vui vẻ, trẻ mãi mãi không già bằng ăn. Bất cứ công chuyện việc làm gì sẽ được thành công. Dạ, con cũng cảm ơn cô Sương nhiều ha. À, quý cô chú anh chị thắp nhang là phải ngay ngắn là hoàng ha, không có cho nghiêng ha.
Bây giờ tới vô trong nhà thì nói chung nhà Bình thì hơi tối á, cho nên Bình phải bật bóng đèn á cho hình ảnh này kia cho nó rõ xíu không cái chú chị. Dạ, còn thiếu một cây nhà sao nữa, quên. Còn thiếu ông thuộc tài. Chơi chân mày nữa. Thằng tài ông địa cũng vậy. Thôi vì cứ chú anh chị, ông thằng tài mình cũng có cúng trái cây ha. Cô thảo xương thắt. Ừ. Bây giờ mời quý chú anh chị chỗ bếp sao? Chỗ ông Táo đó bà con. Nhà đây. Bếp ha, nhà bếp của Bình. Đây, dạ. Đây à. Nhà Bình thì cũng nói chung là gọn thôi. Nền đất thì mái tôn thôi. Dạ. Đây thì bà nội của Bình thì quen dùng bếp củi ha. Đây là người già thì hồi xưa Bình cũng có cúng trái cây ha. Dạ, dạ. Rồi. Thì bây giờ Bình mời cô Thảo Sương ra ngoài ngồi nói chuyện chơi ha. Đi từ từ thôi, đi hơn ăn cướp nữa hả? Chơi mà hôn. Ủa à hôn là cái gì? Chơi mà hôn. À hôn là cái gì? À hôn là con ta đó. Con ai? Con của ông hôn. Con của ai? Con của người ta. Con của người ta hả? À? Ờ con của ông hôn. Thì sẵn dịp như vậy đó cô, thì con cũng nhận được tấm lòng vàng từ gia đình của chị Diệp sống bên Mỹ. Thì cũng có gửi cho cô Thảo Sương là 1 trăm đô. Thì Bình cũng đổi ra tiền Việt thì là 2.300.400. Ồ ha, 2.346.000 hả quý cô chú anh chị. Đổi ra tiền Việt là 2.346.000. Thì Bình sẽ cho cô thẳng là 2.350.000 luôn phải không? 4.000 luôn. 50.000 luôn ha. Thì bây giờ Bình cũng sẽ xin phép trao tiền cho cô Thảo Sương. Thì giờ cô Thảo Sương có thể là đếm lại giùm con có đủ 2.350.000 không? Rồi đủ nè, 2.300. 2.350.000. 2.350.000 nè. Ok. Đây. Dạ. Thì chị Thảo Sương có lời gì cảm ơn đến gia đình của chị Diệp sống bên Mỹ không? Đã yêu mến cô và luôn luôn theo dõi cô trong suốt thời gian vừa qua đó. Thì Thảo Sương cũng cảm ơn Diệp ở bên Mỹ thì có gửi cái số tiền cho Thảo Sương. Thảo Sương cảm ơn em nhiều. Để chúc lúc nào cho em vui vẻ. Đó, vợ chồng con trai, công chuyện việc làm của em sẽ được sự bình an. Đó. Em ước công chuyện việc làm gì sẽ được thành công. Chứ cũng không có biết cái chuyện gì mà để chúc cho em hơn nữa. Đó, lúc nào, ngày nào cũng để cầu xin trời Phật, đất nước ông bà phù hộ gia đình của em để được vui vẻ cho hơn nữa. Dạ, thì Bình cũng rất là cảm ơn đến gia đình của chị Diệp sống bên Mỹ. Thì bên cạnh đó thì gửi cho cô Thảo Sương 100 đô thiệt. Nhưng mà gửi cho Bình để giống như là đổ xăng này kia lên xuống đó. Cũng gửi cho Bình là 50 đô nữa ha quý cô chú anh chị. Thì Bình cũng rất là chân thành cảm ơn đến gia đình của chị Diệp sống bên Mỹ. Thì Bình cũng xin phép không biết chúc gì nhiều, thì Bình cũng xin phép chúc là chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường ha. Thì cô Thảo Sương, sau khi mà quý bà con mời cô ngồi, sau khi mà quý bà con thương mến mình đó, thì người ta cũng có gửi giống như là 500, 200 này kia cho cô tiêu xài hàng ngày vậy đó. Thì cô có cảm thấy vui không? Rồi sau cái bữa Tết, Tết xong rồi qua mùng 10 này kia, thì cô có tìm kiếm một cái công việc buôn bán hoặc là làm cái nghề gì để giống như là mưu sinh cho cuộc sống, chứ mình đi quay hoài này kia không có đồng ra đồng vô là càng ngày là cô gớt tóc hết luôn á. Thì Thảo Sương vừa nói rồi đó, thì trong gần đây thôi, bữa nay bữa nữa thôi đó, thể Thảo Sương rồi bắt đầu Thảo Sương đi bán nữa đó. Rồi bây giờ không bán kia thì không bán cá, không bán chuột, thì Thảo Sương nhờ cháu đi lấy vé số ở bên Sóc Trăng lại đủ chơi. Thì nói chung là cô Thảo Sương thì chạy xe không được, quý cô chú anh chị. Nếu mà có dịp, có cơ hội
thì mình cũng sẽ tranh thủ thời gian để đi qua Sóc Trăng lấy vé số. Thì đôi khi cái vé số Sóc Trăng á, một tờ như vậy á, đại lý thì mình trả tiền mặt mà, giống như 150 tờ hoặc 200 tờ đó, thì người ta cho mình lời là một tờ như vậy là 1200 đó quý cô chú anh chị. Không, mình đã từng giúp một cái hoàn cảnh mà mình cũng đã từng đi lấy vé số rồi. Đó, cho nên là mình biết, thì bây giờ năm mới không biết là giá nó lên xuống như thế nào, mình không biết ha. Thì khi mà cô lấy vé số tại gần nhà cô á, thì vé số đó hình như là rất là mắc, hay cho tiền lời của mình ít lắm không? Đúng rồi. Một tờ gì lời bao nhiêu? Một tờ là 1000. 1000 ha. Thì đó là mất hết 200 đồng rồi. 200 đồng mà tính ra là 100 tờ thì được 20.000 rồi đúng không? Đúng rồi. 200 tờ mình được 40. À, 40 rồi. 40 đó thì mình đủ giống như là chi phí hàng ngày của mình, giống như là cô ăn sáng nè, một ly cà phê hoặc là một tô bún này kia, nó cảm thấy rất là ok ha. Thì 40 đó mình đổ xăng đi cho cháu mình, 20 là 20 đó mình để mình uống cà phê nữa. Thì bây giờ 200 đó thì mình để được mình xài trở lại trong ngày thì được. Rồi mình được đi chùa, đi chỗ này chỗ kia. Vui để ha. Vừa bán vé số mà để làm vui vẻ, cũng như là để làm trò cười để cho bà con. Không phải là làm trò cười, là mang tiếng cười cho bà con, để cho bà con vui vẻ nữa. Thảo Sương lại giúp sức để, tất nhiên là Thảo Sương để trong Thảo Sương, để cho nó hết trong lòng của Thảo Sương. Thì quý cô chú anh chị, thì cô Thảo Sương cũng đã nhận được 100 đô. Thì bên cạnh bên đó thì Bình cũng đã nhận được 50 đô. Thì Bình cũng rất là cảm ơn. Thêm một lần nữa Bình cảm ơn đến gia đình của chị Diệp sống bên Mỹ ha. Và mấy người con cháu của cô Diệp sống bên Sài Gòn cũng có thương mến Bình. Dạ, cũng có điện thoại liên lạc với Bình. Bình cũng rất là chân thành cảm ơn đến chị Diệp và bà con cô bác bên Sài Gòn. Đúng ha. Thì bây giờ thì Bình cùng với cô Sương và với bà nội thì cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Thì chúc quý cô chú anh chị với bà con cô bác xem video thật thật vui vẻ. Nếu cảm thấy hay nhớ subscribe và đăng ký kênh, và bên cạnh đó thì chia sẻ rộng rãi thêm để cho quý cô chú anh chị với bà con cô bác thương mến cô Thảo Sương, cũng giống như là thương mến Bình và cô anh Cường cameraman ha quý cô chú anh chị. Thì cô Thảo Sương có lời gì đến cảm ơn đến quý cô chú anh chị đã trong suốt thời gian vừa qua luôn theo dõi mình và luôn quan tâm đến mình và chia sẻ những cái công việc cuộc sống hàng ngày của mình á. Cô Thảo Sương có thể là cảm ơn đến bà con không? Thì Thảo Sương cũng cảm ơn bà con cô bác có vừa qua có xem trong cái kênh của Thảo Sương, Idol Thảo Sương Dư Bình Đen Vlog, thì có vui hay là có cái gì chứ Thảo Sương, Thảo Sương cảm ơn nhiều lắm bà con. Thảo Sương cũng không có biết gì mà hơn nữa đó. Hồi đó cô Thảo Sương học lớp mấy? Thảo Sương học lớp 1 mà trả cho thầy hết rồi. Lớp mấy? Lớp 1 không có gì. 1 à? Biết chữ gì? Không có biết chữ gì hết trơn. Âm O biết không? Âm O, âm O gì không có biết. Không biết được. Thì cô Thảo Sương chúc đi, chúc xong thì mình kết thúc luôn. Bây giờ Thảo Sương cũng chúc cho bà con cô bác vui vẻ. Đó, như là ở xa gần cha mẹ cô chú là em Út. Đó, như là kẻ người em Út là con cháu gì đó hang còn che trẻ be lên là đi học. Thảo Sương chúc cho mấy các con để đi học một năm thì một lên lớp thì mình ăn vui vẻ, nghe lời cha mẹ, thầy giáo, cô giáo. Rồi đi học rồi về, chứ đừng có đi chơi nghe lời bạn bè này kia nọ. Rồi các cha, đó, các cha, các mẹ, các chú, các thím thì Thảo Sương cũng chúc cho mấy ông, mấy bà để mình ăn vui vẻ, đó, mình ăn phát tài, bệnh hoạn tai nạn đưa đi hết, đi theo sông, theo biển cho hết. Rồi Thảo Sương chúc cho bà con, cô bác ở xa gần. Dạ thì bây giờ mình cũng xin phép kết thúc ha. Bye bye với cô chú anh chị đi. Bà nội bye bye với cô chú anh chị đi bà nội.